Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay ngày hôm nay của chúng tôi thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc bán tải đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ, đó chính là Ford quý vị các bạn nhé. Đây chính là chiếc xe Ford Ranger XLS phiên bản XLS, tức là phiên bản số tự động một cầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và là phiên bản nhập khẩu quý vị các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết tại thị trường Việt Nam mình thì bắt đầu từ năm 2020 thì là bắt đầu Ford cũng đã chuyển sang lắp ráp trong nước cho những chiếc xe Ford Ranger quý vị các bạn ạ. Đặc biệt là cái phiên bản XLS này thì bắt đầu từ năm 2020 toàn bộ là xe lắp ráp trong nước thôi quý vị các bạn nhé. Và tình trạng là bắt đầu từ những năm có Covid thì là cái tình trạng là khan xe, hiếm xe thì đã xảy ra, tại vì là thiếu linh phụ kiện để lắp ráp xe quý vị các bạn nhé. Chính vì thế cho nên là bây giờ rất ít xe, hiện tại là hãng đang không có xe giao quý vị các bạn ạ. Nếu như bây giờ quý vị các bạn muốn có xe, nhận xe ngay thì quý vị các bạn có thể phải cộng thêm vài chục triệu thì mới được nhận xe, và cũng chỉ được nhận mua được những chiếc xe là lắp ráp trong nước thôi quý vị bạn ạ. Còn lại những chiếc xe nhập khẩu thì bây giờ là rất là ít quý vị các bạn, chỉ có sự lựa chọn đó là tìm những chiếc xe cũ, xe lướt, xe đã qua sử dụng thôi quý vị bạn ạ. Và chính vì vậy cho nên là giá cả nó cũng rất là giữ giá. Có những chiếc xe từ năm 2014, 2015 đến nay mà giá cũng toàn là trên 500 triệu quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 659 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu qua cho quý vị các bạn về chiếc xe Ford Ranger XLS này ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và nhập về Việt Nam mình là cuối năm 2019 ạ. Chiếc xe đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đăng ký vào tháng 10 năm 2019 ạ. Và chiếc xe này thì chạy rất là ít quý vị các bạn nhé. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết phần lớn những chiếc xe bán tải ở thị trường Việt Nam mình là mua là để chạy những công việc, ví dụ như công trường hay là chạy chở đồ, chạy rất là nhiều với tuần suất rất là nhiều. Nhưng chiếc xe này chạy rất ít quý vị các bạn ạ. Vì chiếc xe này chúng tôi biết rõ nguồn gốc, chúng tôi mua được của người quen. Chủ xe này là mua từ năm 2019 đi làm công trường, nhưng mà bắt đầu từ năm 2019 mua được khoảng độ 1 năm. 1 năm sau đó thì chủ xe được chuyển công trình vào trong Nam, cho nên là người vào thôi, xe thì lại để ở nhà cho vợ con sử dụng, cho nên là vợ thì lại sử dụng rất là ít, vì là chạy ở đường phố Hà Nội quý vị bạn cũng biết rồi đấy, đặc biệt là phụ nữ thì đi những chiếc xe to dài như thế này thì rất là vướng, rất là khó, cho nên là rất là ít, chạy rất ít. Chỉ 2 năm, sau 2 năm sử dụng từ năm cuối năm 2019 đến nay, là sau 2 năm sử dụng mà chiếc xe này mới lăn bánh được có 3.500.000 km thôi quý vị bạn nhé. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng ạ. Và tôi đọc cái đồng hồ công tơ mét này thì có khi nhiều người cho là chúng tôi về salon thì chúng tôi đã tua đồng hồ rồi. Thưa với quý vị bạn, đồng hồ này thì chúng tôi cam kết là chuẩn nhé. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Nếu sai chúng tôi có thể chấp nhận chịu hành phạt hoặc có thể phạt tiền quý vị các bạn muốn nhé, nếu như đồng hồ sai. Đấy, chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản với quý vị các bạn. Cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Nếu như quý vị các bạn không yên tâm về chất lượng, quý vị các bạn có thể mang chiếc xe này vào đại lý để check. Chủ xe mua chiếc xe này tại đại lý Ford Thanh Xuân và hay bảo dưỡng tại Ford Thanh Xuân quý vị các bạn nhé. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và đặc biệt nữa là chủ xe này cũng đã lắp thêm một số đồ rất là tốt quý vị bạn, đồ xịn luôn. Ví dụ như là nắp thùng thấp này, trải sàn da này, màn hình Android này, camera lùi, camera hành trình. Đấy là chủ xe đã lắp thêm, đồ rất là xịn. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết về những cái đồ mà chủ xe đã lắp đây nhé. Sau đây thì không dài dòng nữa, tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem cụ thể chi tiết về chiếc xe Ford Ranger XLS 2019 số tự động một cầu này. Mời quý vị và các bạn.
Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh chiếc xe này để xem chiếc xe này có bị đâm đụng hay là có bị va chạm xước sát gì không quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký cuối năm 2019, cụ thể là chiếc xe này đăng ký tháng 10 năm 2019, tính ra sử dụng từ năm cuối năm 2019 thì đến bây giờ cũng đã được 2 năm rồi quý vị và bạn nhé. Sử dụng mới được 2 năm thôi và chiếc xe này mới lăn bánh được 3.5 vạn km, cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp, sơn zin nguyên bản còn rất là nhiều quý vị các bạn nhé. Đấy, sơn zin nguyên bản còn rất là nhiều đây quý vị bạn này. Đây là cái phần đầu, phần ba đờ sốc trước của chiếc xe đấy ạ. Cặp đèn thì rất là mới, đời cao cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp là cái chuyện đương nhiên rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này được sản xuất 2019 đấy ạ. Cụm đèn rất là mới này. Đây là những cái vết này là vết bẩn quý vị các bạn nhé. Bẩn này chúng tôi vừa mới mua về chỉ có đem đi rửa qua thôi chứ chưa có đánh bóng đâu. Đây là những cái vết này là vết bẩn do chủ xe đi lại là những cái con muỗi nó bám lại ở trên cái vỏ xe này, rửa nó không hết được đây, chứ còn là đánh bóng đi là nó sẽ hết. Đấy, rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Sơn zin nguyên bản còn rất là nhiều quý vị và bạn nhé. Chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Nhìn cái phần nền thì quý vị các bạn thấy được luôn là chủ xe cũng không sơn, chưa sơn mấy quý vị bạn ạ. Còn nguyên bản này ạ, sơn zin nguyên bản và xước sát thì cũng rất là ít thôi quý vị bạn ạ. Đây này, cụ thể đây là những cái vết này là chỉ cần đánh bóng là hết này. Đấy, chỉ cần đánh bóng là hết nhá. Nhưng mà chiếc xe này là tôi mua về là vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua, thì hôm nay là tôi rửa đi tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp này. Dàn lốp nguyên bản còn theo xe quý vị bạn nhá. Đấy, dàn lốp nguyên bản và còn rất là dày đây này. Riêng về xe bán tải, một cái dàn lốp này nếu như chạy là phải được hơn 10 vạn cơ. Chiếc xe này mới lăn bánh được có 3.5 vạn, cho nên là dàn lốp nguyên bản này còn rất là dày này. Lòng dè còn rất là mới, rất là đẹp nguyên đấy quý vị các bạn nhé. Đấy, bán tải mà 2 năm chạy 3.5 vạn thì là quá ít quý vị các bạn ạ. Những chiếc xe khác, xe sedan, những xe con mà chạy 2 năm mà 3.5 vạn thì là bình thường, nhưng mà với xe bán tải này là quá ít. Và chiếc xe này là chạy ít, chính vì chạy ít như vậy cho nên chúng tôi không tua đồng hồ nhé, để nguyên đồng hồ vì nó còn full lịch sử bảo hành bảo dưỡng. Đấy, dàn lốp nguyên bản theo xe còn nguyên này. Đây là cái lốp sau cũng còn nguyên, còn rất là đẹp đây quý vị các bạn nhé. Đấy, còn rất là dày, 3.5 vạn, dàn lốp này còn chạy được khoảng chục vạn nữa quý vị các bạn ạ. Đấy, nếu như mà không bị vỡ, chạy bình thường, chạy đường đẹp có thể chạy được chục vạn nữa đấy ạ. Đấy, rất là đẹp này, sắt xi gầm còn rất là mới đây quý vị bạn nhé. Đấy, riêng về cái gầm này, những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội như thế này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm luôn về cái phần gầm. Đấy, xe Hà Nội thì gầm rất là đẹp, rất là sạch sẽ và không có bị rỉ gì ạ. Đấy, và đây là cái lốp sơ cua đây quý vị các bạn nhé. Đấy, đây là những cái phần lốp sơ cua này, lốp sơ cua còn nguyên vạch sơn chưa hạ đây này, lốp sơ cua mới tinh quý vị các bạn nhé. Chỉ có bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì, chỉ có rửa bên ngoài thì là anh em nó rửa được đến đâu, với được đến đâu là nó sạch đến đấy thôi, còn lại là bên trong là nó chưa được sạch quý vị các bạn ạ. Đấy, chỉ có rửa qua đi một chút thì là nó chỉ có rửa được đến đâu nó sạch đến đấy, chứ còn những cái bên trong này phải dọn dẹp cơ thì nó mới sạch được. Cơ bản là cái lốp sơ cua còn nguyên zin chưa hạ này. Đấy, lốp sơ cua này, đây là lốp sau đây quý vị các bạn nhé, cũng còn rất là dày. Đấy, lốp sau này, cả một cái dàn lốp này là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là cái dàn lốp này là còn nguyên bản ạ. Đây là cái lốp trước này, lòng dè này, giảm sóc này, rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, phải nói là chiếc xe này rất là đẹp, hiếm có tại thị trường đấy quý vị các bạn ạ. Vì những chiếc xe bán tải thì thường là những người dùng mua xe bán tải về là người ta sẽ sử dụng rất là nhiều, phục vụ mục đích công trường. Nhưng chủ xe này thì cũng chia sẻ là chủ xe này cũng đi làm xây dựng, cũng đi làm công trường, nhưng mà làm của công ty lớn, một công ty lớn. Và chủ xe vừa mới mua chiếc xe này được một năm thì năm ngoái thì chủ xe lại đi công tác ở trong Phú Quốc, chuyển công trình vào trong Phú Quốc, cho nên là chủ xe đã một năm không đi đến chiếc xe này quý vị bạn ạ, chỉ có vứt ở nhà cho vợ thì đi, nhưng mà vợ đi cũng rất là ít vì là chiếc xe nó quá dài cho nên là phụ nữ đi nó không tiện, cho nên là thỉnh thoảng vợ mới đi có một ít thôi ạ. Còn lại là rất là đẹp, rất là mới đây quý vị bạn nhé. Đấy, chiếc xe này cũng đã được lắp thêm cái nắp thùng cao, nắp thùng thấp quý vị bạn nhé. Xin lỗi quý vị bạn, đây là cái phần nắp thùng thấp quý vị các bạn ạ. Đấy, xe cũng đã được trang bị lắp nắp thùng thấp này. Nhìn về đằng sau thì quý vị các bạn thấy đây ạ, đây là cái cụm đèn hậu này, cụm đèn hậu rất là mới này. Và camera lùi chủ xe cũng đã lắp lên cái bộ màn hình Android
rất là xịn. Tí nữa tôi cho quý vị các bạn xem xịn như thế nào thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu ạ. Tại vì là những cái đồ lắp thêm này nó rất là nhiều giá, nhiều chủng loại, đắt rẻ đều có, xịn đều có, nhưng mà chất lượng nó sẽ khác nhau đấy ạ. Còn cái phần nắp thùng này là nắp thùng xịn đấy quý vị bạn nhé. Nắp thùng này là nhập khẩu từ Thái Lan đấy quý vị bạn này. Chủ xe đã lắp thêm cho chiếc xe Ford Ranger XLS 2019 này đấy ạ. Đấy. Nhìn về phần bên ngoài thì rất là đẹp rồi quý vị bạn. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Và chiếc xe này còn full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng rồi quý vị bạn nhé. Nếu như quý vị các bạn nào mà không yên tâm có thể mang chiếc xe này vào hãng để check quý vị bạn ạ. Rất là đẹp này. Đây là cái phần cabo. Cabo này nước sơn zin nguyên bản đấy ạ. Chưa sơn đâu ạ. Cabo zin đấy ạ. Về phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên lái ra cho quý vị các bạn cùng xem về cái cánh cửa trước này. Keo chỉ là còn nguyên bản hết nhé, chúng tôi cam kết này. Bên ngoài còn zin cơ thì là bên trong là còn zin, còn nguyên bản là cái điều đương nhiên quý vị các bạn ạ. Đấy, cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin hết đấy ạ. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi mới lấy về buổi chiều hôm qua. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay tôi vừa mới rửa để tôi chụp cho quý vị bạn, cho nên là bên ngoài nó sạch sẽ đẹp đẽ thôi, chứ bên trong chưa dọn dẹp gì cả, cho nên nó hơi bụi một chút đây quý vị bạn nhé. Nếu như dọn sạch sẽ thì nó không còn những cái bụi này. Đấy, đây là những cái bụi, dọn đi nó sẽ sạch thôi. Đấy, đây là những cái bụi này, bụi bẩn đây quý vị bạn nhé. Rửa thì người ta chỉ rửa được sạch sẽ cái bên ngoài thôi, còn về những cái phần bẩn này là phải dọn mới sạch quý vị các bạn ạ. Đấy, nhưng cơ bản thì quý vị các bạn xem đây ạ, cái vô lăng nó đẹp như thế này đây ạ. Chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị bạn nhìn cái vô lăng này, nó rất là mới đây này. Đấy, rất mới, vô lăng cần số tay phanh còn nguyên bản hết đấy ạ. Và cái bộ ghế da này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, nó cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp, phải nói là hiếm có ở trên thị trường đấy ạ. Vì phần lớn những chiếc xe bán tải là người ta sẽ mua về người ta sử dụng rất là nhiều, nhưng chiếc xe này thì sử dụng rất là ít đấy ạ. 2 năm nhưng mới lăn bánh được có 3.5 vạn km thôi. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau bên lái nhé. Đây quý vị các bạn ạ, keo chỉ cánh cửa phía sau bên lái đây. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản này, rất là đẹp như này đấy ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nữa nhé. Bên ngoài còn nguyên zin cơ thì bên trong nó còn zin là cái điều đương nhiên rồi quý vị bạn ạ. Đấy, đến cái lót sàn, bộ lót sàn còn rất là mới đây này. Bộ lót sàn theo xe còn rất là mới luôn đấy ạ. Ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Chưa có một con ốc nào tháo ra cả. Cái xe này thì nó còn nguyên zin hết. Chỉ có thay một số thứ là ví dụ như độ đồ đầu thôi ạ. Độ đầu Android lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn. Đấy là những cái phần mà đã thay. Còn lại là rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, nội thất đằng sau này. Ngồi rất là ít cho nên là cái ghế sau này cũng còn rất là mới cơ quý vị các bạn ạ. Phụ tùng đồ nghề ở cái đằng sau này nhé, từ những cái kích, cái quay còn mới tinh luôn quý vị các bạn ạ. Chưa sử dụng vì cái lốp nó còn nguyên bản, thì là nó còn nguyên bản là điều đương nhiên ạ. Đấy, trần rất là sạch quý vị các bạn nhé. Đấy, chạy nhiều hay chạy ít, chất lượng còn đẹp hay xấu thì chúng ta đi xem, chúng ta phải xem chi tiết này. Từ cả những cái trần này quý vị các bạn ạ. Chưa có dọn dẹp gì mà nó đã sạch đẹp như thế này rồi. Trần không bọc quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên chiếc xe này để xem về cái chất lượng của chiếc xe này quý vị các bạn nhé. Xem cũng như là cái đồng hồ công tơ mét này, xem là chủ xe đã độ, đã lắp thêm những cái gì này. Đầu tiên thì tôi cứ nổ máy lên cho quý vị các bạn cùng xem cái này. Đó, tôi đã nổ máy lên rồi quý vị các bạn nhé. Đó, bây giờ tôi đã nổ máy lên rồi này. Đồng hồ công tơ mét đây quý vị các bạn này. Đó, đây là đồng hồ công tơ mét này. Chiếc xe đã lăn bánh được 3.5 vạn này. Ôi, cái đồng hồ công tơ mét này cũng vô tình thôi mà quay vào mà rất là đẹp luôn quý vị bạn, số rất đẹp này. 35469 đấy, biển được bộ về cái số 69 luôn quý vị các bạn ạ. Đấy. À, 354 tôi lại quên, tôi vừa rồi tôi đọc bị nhầm, tôi lại cứ nghĩ nó là 3456. Đấy, đồng hồ công tơ mét này. 3.5 vạn này, và xe cũng đã được trang bị rất nhiều option, ví dụ như là
cảnh báo lệch làn đây quý vị các bạn này. Đấy, có cảnh báo lệch làn này. Và vô lăng thì rất là đẹp đây quý vị các bạn nhé. Vô lăng rất là mới đây quý vị các bạn nhìn này. Cái vô lăng nó đẹp như thế này thì đã biết ngay là chạy nhiều hay chạy ít nhá. Đấy, vô lăng này, tất cả những cái này là còn rất là mới này. Như một chiếc xe mới luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, nhìn cái vô lăng này thì nó mới tinh. Và xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option. Ví dụ như là kiểm soát hành trình đây quý vị các bạn ạ. Cruise control. Cruise control thì ở đây nó có limit speed đây quý vị các bạn nhé. Limit speed tức là nó hạn chế cái tốc độ quý vị các bạn ạ. Quý vị các bạn có thể cài đặt cái tốc độ mà cho phép mình không chạy quá cái giới hạn mình cài đặt. Đấy, để tránh bị bắn tốc độ đấy quý vị các bạn ạ. Đấy, cho nên chiếc xe này. Đấy, đây là cái phần này là phần cruise control này. Điều chỉnh các thứ này. Đấy, nhìn cái vô lăng này chúng ta cũng đã biết được là nó rất nhiều tính năng. Đấy. Đấy là cái phần vô lăng rất là mới, rất đẹp đấy. Và cần số đây quý vị bạn ạ, cần số cũng còn nguyên bản này, tay phanh còn nguyên bản này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Và đây là cái màn hình rất là xịn quý vị các bạn ạ, màn hình rất là xịn mà chủ xe đã lắp thêm cho chiếc Ford Ranger XLS 2019 này. Tại sao tôi nói là xịn thì quý vị các bạn thấy đây ạ, màn hình nó đã tích hợp sẵn cả camera hành trình đây này. Đấy, camera hành trình, đây là camera hành trình phía trước đây quý vị bạn nhé. Đấy, camera này, nó hiển thị cả camera để cho chúng ta xem về cái camera đằng trước đấy. Đây là cái phần màn hình. Đấy, tôi tạm thời cho nó nhỏ lại đã. Đấy, cho nó nhỏ lại, thu nhỏ lại để góc này chúng ta sẽ xem về những cái phần khác. Và đây quý vị các bạn ạ, màn hình này đầy đủ các tính năng này. Màn hình Android mà quý vị các bạn. À đây, nó hiển thị lên đây rồi, tôi lại như bấm nhầm. Đấy, tất cả các ứng dụng đều nằm hết ở trên đây quý vị các bạn này. Báo mở cửa đây này đều hiển thị ở trên cái màn hình này nhé. Đấy, màn hình xịn, nó sẽ báo được hết cả mở cửa này, YouTube các thứ đầy đủ hết cả rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, hiện nay tôi đang đỗ ở chỗ này thì nó không có mạng cho nên tôi mở tạm cái video này cho quý vị các bạn xem đây này. Đấy, đấy quý vị các bạn nghe thấy loa có hay không ạ? Loa rất là hay và chất lượng hình ảnh video cũng rất là nét quý vị các bạn nhé. Đấy, màn hình rất là xịn. Video này. Đấy. Rất là nét luôn quý vị các bạn ạ. Chất lượng hình ảnh rất là nét luôn này. Do tôi quay cho nên nhìn nó không ấy, chứ còn chất lượng hình ảnh nét lắm đấy. Tạm thời thì tôi lại tắt cái máy đi, tắt cái này đi, để tôi sẽ giới thiệu tiếp cho quý vị các bạn. Đấy, nhìn về cái phần trần này thì quý vị các bạn thấy đây ạ, những cái phần nhựa này rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Phải nói là hiếm có mới có một chiếc xe đẹp như thế này ở thị trường đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái nắp cốp sau lên cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đây là cái phần cốp sau mà chủ xe đã độ thêm cái nắp cốp này đấy ạ. Đấy, nắp cốp sau, tôi vừa mới rửa xong xe trong cho nên là nó hơi ướt ở trong cốp một tí thôi. Nhưng mà quý vị các bạn thấy đấy ạ, chủ xe chạy ít và cũng không hay chở đồ, không hay chở đồ lên cho nên là nó mới đẹp như thế này quý vị các bạn ạ. Chưa có bị xước sát gì cả, nó chỉ hơi ướt, hơi bẩn là do tôi vừa mới rửa thôi. Còn lại là đây quý vị các bạn này, tất cả những con ốc này nhá, những con ốc này là còn nguyên bản hết này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu nhá. Keo chỉ ở cái nắp cốp sau này cũng còn nguyên zin đấy ạ. Keo chỉ cốp sau còn nguyên zin hết luôn. Đấy, phải nói là rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ ra cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Đây là cái phần cánh cửa phía sau bên phụ này. Đấy, táp bi rất là đẹp rồi. Và keo chỉ đây ạ. Keo chỉ này, từ trên xuống dưới này là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Về phần đâm đụng hay là va chạm gì cả thì quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối. Vì chúng tôi mua xe xong là chúng tôi cũng đã check rất là kỹ rồi. Và thứ hai nữa là chiếc xe này chúng tôi mua của người quen, biết rõ nguồn gốc. Đấy, và một chủ từ đầu. Cái thứ hai nữa là chiếc xe này còn đang bảo hành bảo dưỡng tại hãng đầy đủ cả. Tức là full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng đấy ạ.
Đấy, rất là đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đây là táp bi cửa này. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Từ keo chỉ này, đây là cái phần keo chỉ đây quý vị các bạn nhé. Keo chỉ của nguyên bản này. Đấy. Keo chỉ nguyên bản cho đến cái ốc bản lề. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có con ốc nào tháo đâu ạ. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây quý vị các bạn nhé. Táp bi cửa này, còn rất là đẹp này. Chiếc xe Ford Ranger này thì Ford cũng đã trang bị cả khóa trung tâm mở xe cho cả hai ghế đằng trước ạ. Cả hai hàng ghế đằng trước đây là đều có khóa trung tâm nhé. Ngồi bên phụ có thể khóa được, bên lái có thể khóa được ạ. Đấy, và nội thất thì rất là đẹp rồi quý vị các bạn ạ. Đẹp từ những cái phần nhựa này này. Những cái phần nhựa này là do bẩn nên chúng tôi chưa có dọn gì đâu nhé. Đấy, chưa có dọn dẹp gì, nó bẩn thôi. Chứ còn là rất là mới này. Đấy, rất là mới luôn. Và cái đầu màn hình xịn này có cả camera hành trình luôn quý vị các bạn ạ. Đấy. Nhìn cái nội thất này đã rất là yêu rồi quý vị bạn ạ. Tôi khẳng định với quý vị bạn, nếu như quý vị các bạn nào mà đến xem chiếc xe này thì sẽ ưng ngay, tại vì là những chiếc xe bán tải mà còn đẹp như thế này thì rất là ít quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Ốc bản lề cánh cửa của cái cánh cửa phía sau này cũng còn nguyên hết luôn đấy ạ, còn rất là mới này. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe. Đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về những cái phần ốc cabo cũng như là cái phần keo chỉ cabo đã nào. Đây là cái phần ốc cabo quý vị và các bạn nhé. Ốc cabo này là còn zin nguyên đấy ạ, chưa có vết tháo này. Đấy, tôi khẳng định luôn là chưa có vết tháo và cam kết với quý vị và các bạn là nó còn nguyên luôn đấy ạ. Ốc cabo nguyên này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, đây là những cái phần keo chỉ này. Ốc cabo nguyên bản này, ốc tai cũng còn nguyên luôn quý vị các bạn nhé, chưa có một con ốc nào tháo ra đâu ạ. Đấy, những cái ốc trong chân cabo kìa cũng còn nguyên hết ạ. Đấy, từ những cái ốc tai này còn nguyên hết luôn này. Đấy, ốc tai còn nguyên luôn đấy quý vị các bạn nhé. Đấy, ốc tai, ốc chân cabo cũng đều còn nguyên hết này. Chưa có một con ốc nào tháo ra quý vị các bạn ạ. Đấy, quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này rồi. Đây, ốc, đây là cái phần keo chỉ cabo này, còn nguyên hết luôn đấy ạ. Đấy. Nếu như bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì cả thì chúng ta nhìn những cái này là chúng ta có thể biết được luôn. Nếu mà đã can thiệp của thợ vào đây mà làm lại rồi là thấy luôn ạ. Và cái xe này thì chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu, máy móc còn nguyên ở đây, những con bẩn này, vết bẩn này là còn nguyên đây quý vị các bạn nhé. Đấy, nếu mà lau dọn đi là nó sẽ sạch lắm đấy ạ. Đấy, đây này, bẩn đây quý vị bạn này. Tôi chỉ cần lau qua thì nó đã khác rồi này. Đấy, toàn bộ là những cái này là bẩn thôi quý vị các bạn ạ. Chứ còn nếu như dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi thì nó rất là mới đấy ạ. Đấy, những cái bẩn này, quý vị các bạn thấy bên dưới này là nó bẩn này. Bên trên nó sạch, nó đẹp như này, mới như này đấy ạ. Đây là cái phần cabo và đây là cái phần động cơ đây quý vị bạn ạ. Phiên bản này thì Ford cũng đã trang bị cho một cái khối động cơ diesel, động cơ 2.2 lít quý vị bạn nhé. Đấy, đây là còn nguyên bản và nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn. Nhưng với chiếc xe này thì không cần phải dọn quý vị bạn ạ, vì như thế này thì quá là sạch so với những chiếc xe đã qua sử dụng rồi đấy ạ. Nó chỉ bẩn so với những chiếc xe mới thôi, chứ còn là so với những chiếc xe qua sử dụng rồi thì là nó rất là sạch. Đấy, rất là mới. Quý vị có thể yên tâm về cái động cơ này, chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản với quý vị các bạn. Thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản đấy ạ. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn có thể check tại hãng ạ. Đây, bẩn này do chúng tôi chưa có dọn gì này. Đấy. Đây là bẩn, những cái vết bẩn này thôi. Nếu mà có thời gian lau đi là nó cũng sẽ rất là sạch, rất là mới ạ. Toàn bộ đây là những cái vết bẩn chưa dọn quý vị các bạn nhé. Đấy.
nguyên bản từ cái ắc quy cơ quý vị các bạn ạ. Đây, đây cái ắc quy theo xe cũng còn nguyên bản luôn nhé. Đấy, ắc quy made in Thái Lan. Ắc quy cũng còn nguyên bản luôn đấy. Đấy, phải nói là một chiếc xe hiếm có tại thị trường. Tại sao tôi lại nói là hiếm có trên thị trường? Tại vì là phần lớn những người mà mua chiếc xe bán tải này về là để phục vụ công việc là chính, và phục vụ những cái công việc là đi lại công trường hoặc là chở đồ các thứ rất là nhiều, chạy với tần suất rất là nhiều. Nhưng chiếc xe này thì lại chạy rất là ít, và thứ hai nó lại còn mới như thế này ạ. Với một chiếc xe sản xuất năm 2019 này thì chúng tôi đang bán với giá là 659 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Chắc tôi nhắc đến cái giá là 659 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn nào mà chưa tìm hiểu về giá cả trên thị trường thì có thể cho là cao. Nhưng nếu như quý vị và các bạn nào mà đã từng tìm hiểu giá cả thị trường từ xe mới đến xe cũ thì quý vị và các bạn cũng đã hiểu. Từ 2 năm nay, bắt đầu từ có khi có Covid, là xe bán tải, nhất là dòng xe Ford này thì nhập khẩu về Việt Nam mình không còn được nhập về mấy nữa. Thứ nhất là xe từ năm 2020 là Ford cũng đã chuyển sang lắp ráp những cái phiên bản XLS này rồi ạ. Bắt đầu từ 2020 là chỉ có xe lắp ráp thôi quý vị bạn nhé. Và thứ hai nữa là hiện tại bây giờ cũng không có xe giao ạ. Đấy, bây giờ không có xe giao. Nếu như quý vị các bạn muốn lấy xe ngay, muốn có xe để đi ngay thì phải cộng thêm tiền. Và cái thứ hai nó vẫn chỉ là xe lắp ráp trong nước thôi. Chính vì lý do này cho nên là những chiếc xe bán tải đời cũ nhập khẩu thì vẫn giữ giá quý vị các bạn ạ. Cho nên giá nó tương đối là cao so với những các phân khúc bán tải khác quý vị các bạn nhé. Đấy, nên quý vị và các bạn nếu như đang có nhu cầu thì hãy cân nhắc và tham khảo giá cả thị trường thì chúng ta mới đánh giá được là giá cao hay là giá thấp quý vị các bạn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để được đón nhận những chương trình ưu đãi của kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng để được đón nhận những chiếc xe, những sản phẩm mới nhất mà kênh ô tô 360 chúng tôi đăng trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.